lại biết đồng tử này đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, trồng sâu căn lành, tin hiểu rộng lớn, thường thích gần gũi các thiện tri thức, thân lời ý nghiệp đều không lỗi lầm, tịnh Bồ Tát Đạo, cầu nhất thiết trí, thành Phật Pháp khí, tâm thanh tịnh như hư không, hồi hướng Bồ Đề, không có chứa ngại. Bấy giờ Bồ Tát Văn thù Sư Lợi quan sát thiện tài đồng tử như vậy rồi, an ủi khai thị ví dụ, mà vì diễn nói tất cả Phật Pháp, đó là nói pháp tất cả Phật tích tập, nói pháp tất cả Phật tiếp nối, nói pháp tất cả Phật thứ lớp, nói pháp tất cả Phật chúng hội thanh tịnh, nói pháp tất cả Phật pháp luân hóa đạo, nói pháp tất cả Phật sắc thân tướng tốt, nói pháp tất cả Phật pháp thân thành tựu, nói pháp tất cả Phật ngôn từ biện tài, nói pháp tất cả Phật quang minh chiếu sáng, nói pháp tất cả Phật bình đẳng không hai bấy giờ văn thù sư lợi đồng tử vì thiện tài đồng tử và các đại chúng nói pháp này rồi ân cần khuyên dạy khiến cho tăng trưởng thế lực sinh tâm hoan hỷ phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề lại khiến cho nghĩ nhớ căn lành quá khứ làm việc đó rồi liền ở nơi đó lại vì chúng sinh tùy nghi nói pháp sau đó mà đi. Bấy giờ thiện tài đồng tử từ chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nghe đủ thứ công đức của Phật như vậy, một lòng siêng cầu A nậu Đa la Tam Miệu Tam Bồ Đề, đi theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà nói kệ rằng: Ba cõi làm thành quách Kiêu mạng làm tường vách Các loài làm cửa nẻo Nước ái làm ao hồ Ngu si tối che đậy Lửa tham sân thiêu đốt Ma vương làm ông vua Trẻ khờ ở trong đó Tham ái làm dây chói Xiểm dối làm dây cương Nghi hoặc che đôi mắt Đi vào các tà đạo Vì đầy tham ganh kiêu vào nơi ba đường ác hoặc đoạn trong các loài khổ sinh già bệnh chết mặt trời trí huệ tịnh bánh xe bi viên mãn hay cạn biển phiền não xin hãy quán sát con mặt trăng diệu trí tịnh bánh xe từ không nhơ ban an vui tất cả xin hãy soi xét con